Ok, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người quay lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách kết nối với cách kết nối với lại WinCC Unifit. Cách kết nối cái chương trình của mình với lại cái WinCC Unifit. Thì WinCC Unifit như nào thì đại khái nó giống như giao diện điều khiển rồi giao diện giám sát điều khiển. Khiển giám sát mô phỏng giống y như các cái WinCC Professional Runtime cũ, nhưng mà cái WinCC Unifit Runtime này là cái một kiểu mới ra được 1-2 năm gần đây. Thì nó cho phép ta có thể điều khiển giám sát trên trang web, trên cái localhost trang web, localhost của cái Siemens, của trang chủ Siemens. Thì mình sẽ đó, thì nó thông qua cái gọi là cái giao diện WinCC Unifit Runtime đó. Thì được, thì hiện tại thì cái phần mềm Unifit, WinCC Unifit này chỉ hiện tại nó chỉ có ở BTC Sim V16 nhé. V16 và V17. V16 thì phải là phần mềm FNC, V16 FNC. Thì download như nào thì các bạn có thể lên các cái trang trên để download. Thì ở đây thì mình xin mượn phép mượn cái trang để họ có thể lên các cái trang đó, download từ đầu tổ V16 này đó, lên các cái trang này các bạn download nó về. Và dạ, nến thì nhớ là lưu ý mình này, cài đặt cái phần nào đây thì, phần nào FNC nhé. Đây, như ví dụ như cái hệ đạo nhân Unifit download đó, đó thì không được cài chung với lại không phải là cái chung với là WinCC Professional, mà là nó là Unifit thì khác như vậy. Đó, thì các bạn có thể download trên đây. Đó. Mà nó là bản FNC nhé, tiệp của tôi V16 FNC chứ không phải là Professional đâu nhé. Thì download các bạn nhớ lưu ý kỹ cho mình điều đó và nhớ cài cho mình các bước đầy đủ cho mình trong lúc cài. Các cái lúc bước cấu hình cài đặt là bạn nhớ tích cho mình cái phần mục WinCC Unifit đó, thì bạn cài đặt cho mình. Thì đó là cách về cái phương thức cài đặt để sử dụng được cái WinCC Unifit. Thì khi cài đặt xong thì bạn có cái giao diện phần mềm như này đó, WinCC Unifit Configuration. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái bước kết nối như thế nào. Thì trước tiên là mình sẽ tạo một cái nick nick mạng của mình nhỉ. Đó, mình sẽ tạo một cái mình gọi là dạng như là cái phương thức tạo cho mình cái giao thức của mình. Đó. Trước tiên là mình phải tạo cho mình một cái web cho mình ạ, giao diện được ảo Go web của mình, địa chỉ đến cái trang web đó. Thì trước tiên thì dòng khi khởi động WinCC Unifit lên thì nó có như thế này. Thì bạn kích cho mình là create new session, nó mới sử dụng cái thông tin máy mình hiện tại là laptop mình, có bu cái máy của mình. Và bạn nhấn next cho mình. Rồi phần này nhớ bạn nhớ đặt mật khẩu để bạn để khi bạn muốn lên cái trang server localhost của cái host của Siemens á, thì bạn nhập cái mật khẩu này thì nó sẽ đến cái trang của mình, đến cái web của mình, cái trang, cái server của mình, cái web của mình sử dụng. Cho nên là mình phải cài một cái mạng địa chỉ ở đây, mình trên này thì mình để là đặt ký hiệu được nhé, là domain. Rồi còn cái này thì mình để là mật khẩu thì để ký hiệu được, nhớ là chữ cái viết hoa và số. Đó, rồi nhắc cho mình đó, là nó đồng ý là được, nhắc cho mình đó, thì cái phục này các bạn cứ nhấn nhắc đi. Rồi cái phần này thì nó hỏi khi download thì có cần hiển thị password không, bỏ đi nha, rất là cầu kỳ rắc rối. Rồi đây này các bạn nhấn nhắc cho mình đó, đây là cái bước tạo web cho nó của mình đó. Web configuration của mình và địa chỉ admin đó. Rồi các bạn nhấn accept để cho nó tự nó tạo và nó cập nhật cho mình. Rồi, trong cái thời gian này thì mình tiến hành khởi động cái tiệm của tôi này lên. À, và khi cài các bạn nhớ cài lên cho mình, không phải đó là cái BLC Sim Advanced nữa nhé, V3. Nhớ là V16 thì là V3, còn V17 là
V4, FVC V4. À, nhớ cài cho mình thêm một cái gói BLCC FVC thì để tạo cái cục BLC ảo. Nếu như các bạn không có cục BLC thật thì có thể sử dụng cái BLCC FVC để mô phỏng cái BLC ảo. Thì mình ưu tiên các bạn sử dụng cái V16 này, bởi vì nó bản V16 này cũng ra lâu khá lâu rồi mà nó khá là ổn định. Còn V17 thì mới ra được gần đây nên nó chưa ổn định lắm, khá là lag. Rồi thì đây mình khởi động cái tia photo V16 lên. Thì cái này nó khá là mới mà nó khá là thích hợp với lại thực trạng hiện nay, đó là điều khiển qua các web, điều khiển giám sát qua các web khá là hot vì hiện nay các lĩnh vực này về IoT và BLC thì nó cũng khá là hot. Rồi mình tạo một cái project mới này, mình nên là test Unifit. Unifit, test Unifit. Vậy thì tại có mấy cái này thì thời ấy là không vấn đề gì hết. Máy mình yếu nên hơi lâu, sử dụng máy mạnh nó sẽ nhanh hơn nhiều. Trước mình cũng có thử sử dụng cái new device, sử dụng V17 rồi và nó khá là lag và giật và rất là lâu, đôi khi nó luôn bị đứng màn hình nữa, nó là khó chịu và nó không ổn định cho lắm. Control L thì bạn chọn cho mình cái cục BLC S7005 nhá, nhớ nhá, S7005, tại vì mình sử dụng BLC CMS do không có cục BLC thật cho nên mà bạn muốn mô phỏng nó sử dụng của BLC ảo nên mình phải sử dụng cái BLC SIM Advanced. Mà BLC SIM Advanced thì chỉ có hỗ trợ cho S7500 thôi. Đó, của BLC ảo S7500 thôi. Cho nên là mình phải sử dụng S7500, còn khi các bạn có BLC thật rồi thì bạn sẽ sử dụng S7200 được nhá. Hoàn toàn sử dụng S7200 được rồi. Đây thì mình chọn cái một cái thứ nữa là cái thứ tư này nhá, là cái CPU 15131PN. Nhé, đúng cục BIOS CPU này nhé. Rồi, bạn chọn cho mình cái con to nhất, cao nhất, version mới nhất. Đó, kích vào đây, 2 kích nó sẽ ra. Đó, các bạn lưu ý chọn đúng con CPU nhé, nó mới sử dụng được. Các con kia chưa test, chưa biết. Hiện tại là mình con này đang sử dụng được. Khi kết nối V16 này với CPU Unifit thì rất là hoàn toàn đơn giản, nhanh gọn, các bạn chỉ lưu ý một số bước thôi chứ nó không có khó khăn gì hết. Rồi ok, để trước tiên thì ở đây mình sẽ xem cái địa chỉ của nó một tí nha. Đấy, em một cái internet address đó, thì đây là cái địa chỉ. Rồi, các bạn lưu ý nhớ cái địa chỉ này cho mình để tí nữa mình nhập ở bên kia, nhập ở bên mình sẽ nhập ở bên mục bên kia. Đó, cái mục mà mục BTC CMS. Rồi tiếp tục là mình sẽ ghi giao diện nào VNC Unifit. Đó, thì bạn chọn cho mình cái BTC site tầm vào mục schematic HDMI application, rồi chọn cho mình cái schematic Unifit BC. Đó, đây là nó đây, rồi cục ghi giao, rồi ghi giao diện mình xin Unifit ra, tích cho mình 2 tích thì nó sẽ ra. Rồi
Ở đây, rồi các bạn tích sang cái ô bên này và bạn lấy cho mình một cái cổng kết nối, một đường kết nối cái một file internet. Đây bạn chọn cho mình cái profile net internet nhá. Của thế internet rồi. Chọn cái IO general này. Đó, để làm một cái cổng kết nối. Rồi. Sau khi chọn xong thì mình sẽ xem cái địa chỉ của này là bao nhiêu. Đó, thôi mình cần xem mình cái này không. Này, bạn nhấn cho mình cái network view. Đó, thì hiện tại là đã có hai cục này, cục BOC. Thì bạn nhìn gửi vào cái giao diện nguyên Unifit. Rồi. Bạn bấm hiện địa chỉ cho mình. Rồi, hiện tại nó đã bị trùng địa chỉ này, các bạn thấy chưa? Thì lúc này bạn phải đổi cái địa chỉ này cho mình. Nha. Bạn phải đổi cái địa chỉ này cho mình. Không được để trùng cái địa chỉ này đâu. Đó là cái lưu ý của. Ở internet này hết này. Rồi này là 2. Rồi, bạn nhấn enter là được. Sẽ vừa phục trang được. Quay lại chỗ kia hiện lên. Đó, hiện tại là 2. Rồi, bây giờ các bạn kết nối cho mình là được rồi. Rồi, các bạn nhấn vào cái connection. Rồi, kéo cái này sang bên này. Đó, là nó đã kết nối. Bạn ghi địa chỉ đi. HDMI connection đã kết nối thành công chưa? Rồi bây giờ sang mục bây giờ mình sẽ làm một cái chương trình đơn giản nhờ. Đó, là cái bước kết nối xong rồi. Giờ mình làm cho mình một cái chương trình đơn giản. Trước khi làm một cái chương trình thì các bạn phải tạo một cái biến để biến data gồm một cái khối data để lấy để truyền nhận dữ liệu, truyền và lưu nhận, truyền nhận và lưu trữ dữ liệu cho các cái của mình, thì để giao tiếp được với lại cái Visual Unifit và cái chương trình của chương trình của chúng ta thì nó phải thông qua một cái khối data block để nó truyền nhận các cái dữ liệu đó, các cái dữ liệu đó, thông tin đó thì nó mới giao tiếp được với nhau. Đó là cái lưu ý, các bạn phải lưu ý chỗ này, sự khác biệt, sự khác biệt so với cái VGC Professional cũ là như vậy. Đó, chúng ta phải sử dụng khối data để giao tiếp. Đó, ở đây thì chúng ta làm một cái data. Rồi, ghi số này data thôi là xong rồi. Ok. Rồi, nó như thế này rồi. Các bạn từ từ làm, bạn tích vào cái khối data, kích chuột phải vào khối data và bạn bật vào bật tì. Cái bước này quan trọng nha, các bạn phải làm cho mình nha. Rồi bạn bỏ tích cái này để cho nó hiện cái địa chỉ này lên. Hiện cái địa chỉ của khối data này lên. Để như nào để mình đây, lúc này nó không có khối địa chỉ ở đây này. Nó chỉ có data type rồi stack value. Chứ nó không có cái địa chỉ ở đây và mình phải làm cho nó một cái địa chỉ ở đây. Thì mình bỏ tick cái này đi, asset đi. Đó, rồi ok. Đó, thì nó ra một cái địa chỉ offset ở đây cho mình. Dòng địa chỉ này nó rất bước này là quan trọng nhé, không có không chạy đâu. Thì mình sẽ làm hai các cái dạng đơn giản thôi. Đó là on up bóng đèn đi. On. Thì on up bóng đèn thì mình để dạng bool nhá. Kiểu bool. On up led. Rồi, ở đây mình lấy dữ liệu đọc dữ liệu đi, kiểu in chẳng hạn. Kiểu in chẳng hạn. Đó, ok. Rồi, sau đó các bạn compile nghĩa là nó sẽ gắn cho mình cái địa chỉ bất kỳ, set địa chỉ bất kỳ. Đó, thấy chưa, gắn 0.0.1.0.2.0.3. Rồi, sau khi gắn xong này rồi mình qua cái thằng từ từ các bạn làm theo như rồi, qua cái thằng bên cho mình. Rồi, làm cái phương trình bóng đèn đơn giản thôi. Đơn giản thôi thì đây mình chỉ các bạn cách kết nối là chính thôi mà. Đây, các bạn nhấn cho mình data. Rồi, hiện data lên, chọn khối on. Đó, thế này nó là cái địa chỉ xanh này mình được. Đó, đây là up. Đang phải up nha, mình phải gọi data. Up. Đó, ok. Đây là led, data led. Led. Ok nha. Đây, để duy trì thôi.
data chấm này. Ok, xong bên này rồi, bây giờ mình tiến hành một bước quan trọng nữa. Các bạn nhấn chuột phải vào cái tag của mình, tag như phía cái tên của mình, cái tên project của mình, và bạn nhấn property. Rồi các bạn nhấn sang production, rồi các bạn tick cái này cho mình. Đó, support solution đi block. Đó. Bạn nhấn tick vào đây cho mình. Rồi bạn nhấn ok. Đó, mình nhớ quan trọng hai cái bước đó nhé. Hai cái bước quan trọng mình đã nói là hai cái bước property của cái, một là cái bước property của data block. Và hai là cái bước property của cái tên project của mình. Rồi, sau khi kết nối xong thì mình tiến hành cập bài cái này vào chương trình này coi nó có lỗi gì không. Rồi nha, hoàn toàn không có lỗi gì hết. Rồi, tiếp tục sang cái giao diện bên này thì mình chọn lấy cho mình một cái add cho mình một cái add screen mới. Add screen mới, một cái màn hình giao diện mới. Rồi, thì đó, thì đây giao diện này. Rồi, đến đoạn này thì hoàn toàn giống như là các cái VCC professional cũ ấy, y như các giao diện VCC cũ thôi, không gì khác hết. Giờ mình lỗi cái bước này kéo nhá, các bạn làm VCC cũ đã biết rồi. Giờ mình lỗi hai cái nút ra, cái nút cái bóng đèn. Rồi một cái slider để coi cái sự thay đổi giá trị của nó. Cái chữ những property này ở đây thì mình đổi tên là cái này là thành on on. Rồi rồi có một event thì cũng như cũ thôi, là fresh relax, nhưng bạn để ý mình từ cái phiên bản v16 trở đi, sử dụng unifix trở đi thì nó sẽ có như thế này. Chúng ta thường sử dụng cái set bit đúng không, set bit và reset bit, nhưng không, ở đây mình sử dụng hoàn toàn là set tag value. Đó, set tag value nghĩa là sao? Tag là cái biến, cái biến mình đã gán, giá trị mình đã gán bên kia, cái tag chọn tag nào. Thì đây. Ở đây mình chọn cái tag ở bên này là đây là nút on thì mình chọn cái tag on thôi. Cái biến mình đã đặt biến on thôi. Đây, biến on rồi, mình tick cho mình ở biến on. Tag on được chưa? Data on. Còn value là giá trị của nó, mà fresh là khi kích, khi kích chuột, fresh là khi kích chuột đó. Khi bạn kích chuột đó, thì là lên 1, value là giá trị là 1. Còn vậy ngược lại với lại cái relax này của như vậy, đây cũng là set tag value chứ không phải là set bit và reset bit đâu nhé. Rồi, đây các bạn nhấn mục bên này là data on. Rồi, value là 0, khi không nhấn thì là 0. Còn relax là khi không nhấn, khi không kích. Fresh là khi kích chuột là lên 1. Khi cái chuột lên 1, còn relax là khi không kích chuột thì xuống 0, giá trị của nó xuống 0, value giá trị của nó, của data tag là cái biến, tên biến của nó, được chưa? Rồi như vậy thôi. Rồi tương tự phải làm thêm cái nút up nữa, học đi, cân đường c, rồi cân đường v, c cân đường v, rồi ok. Oh, thì ở đây bên này up right thì mình đổi tên này thôi. Block data up. Ok. Data up. Ok. Rồi, vẫn cần đi lại cho mình. Rồi, bóng nghe này thì như cũ. Đó, ở đây mình thay đổi cái background. Thì background của nó, thay đổi cái background của lồng, thay đổi theo tag, giá trị của tag. Rồi độ này thì các bạn không chọn mục này được đâu nhé. Đây, ví dụ như mình thử này, đây mà chọn bạn sẽ chọn là led, giá trị là led đúng không? Nhưng không, ở đây nó chưa nhận, tại vì cái tên h mười tag mình chưa đặt, cho nên nó không có chọn ở đây được, nó không hiển thị lên cho mình được đây, cho nên mình sẽ kéo tag nó sang để nó hiểu. Bạn lưu ý ở chỗ này thôi, có mình cái đầu ra là nó lưu ý chỗ này thôi. Đó. Khi nào bạn không chọn được thì bạn cầm kéo thả như mình, bạn nhấn một lần, kích một lần cho đừng kích đúc nhé. Data còn hiện cái mục bên này cho mình, data view, detect view cho mình. Bạn kéo cái led này ra, thả buộc, nó lên, xong.
Rồi, bạn non thì bạn chọn gen, gen để thay đổi theo giá trị gì đó. Option thì lại 0 và 1. Đó, mình thay đổi hai dạng giá trị này thôi, kiểu bool hai giá trị 0, 1 thôi. True false thì đèn sáng là màu hồng. Được chưa? Tắt đèn hồng sáng thì là màu trắng này. Cái này thì mình chọn màu trắng đi, thích màu cũ cho lắm. Ok, còn cái cục này thì thay đổi giá trị như nào? Bạn nhấn vào đây cho mình, ở phần General đó, Full Set Size Value, thay đổi theo giá trị ấy. Bạn chọn cho mình cũng tag. Rồi, kéo cái kiểu In này vào để nó thay đổi theo cái giá trị đó thôi đó. Rồi, như vậy thôi, để kiểu Non nha thay. Rồi, vậy thôi, nhớ chữ Full Set Value thay đổi theo giá trị. Đấy, các bạn save object và compile cho mình. Có cái lỗi gì xảy ra không? Rồi, không có lỗi. Rồi, thêm một bước. Rồi, đã xong. Bây giờ mình quay lại cái chương trình của mình để mình đào cái chương trình này vào BSC out. Rồi, hiện tại trong web mình đã làm thành công. Đó, confirm web apply successful. Đó, đã làm thành công. Finish cho mình. Rồi, bạn sang khởi động cho mình cái BLCC này bên C. Khởi động lên. Đây, em nó đây. Nếu mà bạn nào dùng V3 hay bị lỗi, nếu mà nó hiện lỗi ở đây này, các bạn tải cho mình cái Win Class cho mình nhé, WinApp. Rồi, để một lưu ý nhỏ, khi bạn cài cái này vào thì các bạn sẽ có một cái máy, mỗi tất cả các máy khi cài này vào thì đều sẽ có một cái đường mạng ảo. Đây, cái dây Ethernet ảo của WinGC, của Siemens, đó. Đây là cái đường dây mạng ảo. Thì mình sẽ sử dụng cái đường mạng ảo này để kết nối. Của này do Siemens, do khi tải phần mềm ra nó có sẵn đó. Undefined Different Network Siemens BLCC Virtual Internet. Rồi, chỉ lưu ý nhỏ ở đây là bạn đổi cho mình cái địa chỉ này là được. Internet Protocol Version Tier 4 này. Nhớ đổi địa chỉ này cho mình được. Đặt này bật bất kỳ nha. Đây là khi lúc đầu thì bạn khởi động được mặc định là không có gì ở đây hết. Các bạn tích xuống You Following ID cho mình đó. Để các bạn cài cho mình cái ID này bất kỳ này vào. Bất kỳ nha. Rồi, bạn nhấn OK. Sau khi cài xong ID này, các bạn mở cái ADC Advanced C3 này. Rồi, các bạn nhấn sang cái Virtual Internet Adapter. Đây mình để cái là Local. Rồi, mình nhấn vào Start Virtual Internet SIM. Ở đây thì mình đặt một cái giao diện bất kỳ. Hiện nãy đó là cái test rồi. Thì mình sử dụng cái test Unified đúng không? Unified, đó, test Unified. Rồi, mình nhập cái địa chỉ này vào. Địa chỉ là lúc nãy mình là theo bạn nhớ 192 chấm địa chỉ của BLC ạ. Chấm 0 chấm cục BLC hết bạn làm thế nãy. Cái này thì vẫn là 255.255.255.0. Đây, cái địa chỉ này nó nằm ở đây này. Nhập cho đúng cái địa chỉ với cục BLC này nó kết nối nha. Đây, 192.168.255.255.0. Rồi bạn nhấn Start cho mình để nó kiếm cái cục BLC đó. Rồi, đã thành công. Hiện đang màu vàng, nó chưa rớt. Rồi bây giờ mình đào xuống cho nó luôn. Rồi, sau khi làm đây xong thì mình tiến hành đào loát tù đi vài. Chọn này nhớ chọn đúng cho mình nhé. Siemens BLC Virtual Ethernet Adapter, mình chọn được kết nối bên IE. Cái này thì bên IE1 cũng được, rồi đến 1x1 cũng được. Thì cái này bạn show device with same address cho mình nhé. Nhớ chọn cái bước này, các bạn nhớ chọn là cái bên trên cùng nhé, là show toàn bộ cái device with same address, địa chỉ cho mình luôn, show toàn bộ cái địa chỉ cho mình. Rồi các bạn nhấn Start Search là nó sẽ chờ một tí coi như nào, coi có lỗi gì không đây. Rồi, nó đang kiếm cái địa chỉ này. Rồi, đó, đã kiếm được thành công cái địa chỉ này. Rồi, scan này mà. Rồi, các bạn nhấn load cho mình. Thì đây, dấu than này là chỉ cảnh cáo thôi. Rồi, đến bước này, các bạn nhấn load cho mình. Rồi, các bạn bật sửa tắt module luôn nhé.
Phoenix. Đó, vậy là đã nó không lỗi gì hết. Rồi, chỗ này chuyển sang màu xanh, đã luôn đã sổ tắc rồi á. Rồi, giờ mình tiến hành đào cái screen này. Và trước khi đào này thì mình khởi động cái Schematic Runtime lên. Khởi động cho mình cái này lên. Đó, từ từ để nó chạy. Chạy hơi lâu. Rồi, thì trước tiên là cái này thì mình sẽ xóa. Xóa hai cái này đi. Này hơi lâu. Rồi, thôi kệ đi, xóa mất thời gian quá. Rồi, tiến hành đào luôn. Thôi khi bạn cầm bài đúng, không lỗi gì rồi. Thì các bạn, nãy mình đã cầm bài và không lỗi gì rồi. Đó, không lỗi gì hết rồi thì các bạn tiến hành đào cho mình luôn. Cũng nhấn download to device. Rồi, đến bước này các bạn chọn mình use device name. Cái này là nhập cái gì? Chính là cái runtime này, localhost này này. Họ nhập cho mình cái tên này. Là cái ID, ID thế nó là cái tên localhost này. Nhập vào đó. Localhost connect. Có không? Rồi, có này. Và nhấn load cho mình. Nhấn cho mình full download ở chỗ này, start đơn tham luôn, start luôn. Để ý hai chỗ này nha. Load. Cái này nó sẽ start luôn đơn tham cho mình. Rồi, không lỗi không gì hết. Coi đơn tham start chưa. Rồi, chỗ này các bạn nhấn cho mình xoay cục xoay tròn như này. Để nó tra lại cái cục kia. Nó phải tra được cái project nó của mình. Đây, chính là cái này. Đó, nó đã chạy rồi này, test only fit đã chạy on rồi, màu xanh là on rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lên cái Google cái phần mềm trình duyệt gì cũng được hết nha. Mấy cái này cho mình tắt đi cho đỡ vướng. Rồi, cái này bạn nhập cho mình là localhost, nó ra luôn, thấy chưa? Localhost, nó ra luôn, trang chủ. Đấy, nó sẽ ra cái này. Đó, đây là cái web server, cái trang chủ của Cmin, cái host của Cmin đó. Rồi bạn nhấn vào mình cái WinC runtime này, mình đang chạy cái này đúng không? Mình ra đây. Đây, chỗ này mất lần đầu bạn khởi động chạy hơi lâu, bạn kiên trì nhé. Đây, thì đây là cái web mà tạo ra desktop mình cần mua. Này, mà cái này là admin đúng không? Đừng đi, bắt buộc cũng là nhập bắt buộc vào, nhập lại cái thông tin mà trong web này mình đã đặt ở ban lúc tạo UC Unifit á. Đó, là giao diện mà. Ô, này là mình chưa đổi tên. Rồi, thì giờ mình sẽ đổi tên lại kìa. Quên mất property. Đó, thì này như nào thì lấy hệ dạng kia như vậy thôi. Up, up yeah. Ok. Ok, cầm bài rồi đào lại. Rồi ấn tính nó lại. Load lại cái web là được. Load. Được này các bạn đã làm. Lần đầu thì khó, lần thứ hai thì rồi, có nhấn xoay cái này là đổi lại thôi. À, up. Rồi, bây giờ mình điều khiển thôi. Cục này sẽ không thấy gì ta. Mình sẽ tiến hành monitor nó coi. Này. Rồi. Monitor giá trị true phone của nó. Đó, đèn sáng này. Coi bên này. Đấy, dịch chữa hoàn toàn. Đó. Chú phone đó. Đấy chú. Đấy. Led đấy chú. Up, up, left phone.
chạy theo chương trình của mình thôi. Đó, như vậy là mình kết nối được thành công. Còn cái chương trình bên này thì sao? Đấy. Đấy, đèn sáng này thấy chưa? Đó. Hoặc nhấn up này, ngắt đi. Đó, vậy thôi. Rồi, như vậy là kết nối thành công rồi đó. Còn cái giá trị này thì sao? Giá trị này. Rồi, còn giá trị này có thay đổi không nha? In the giờ. Kìa. Ồ. Này, mình quên để kiểu in mất. In, mình quên để kiểu in. Thế là mình cày. Để cho mình kiểu in nha. In. Đó. Mình hãy để kiểu buồn mất. Hình gì nó không đúng. Rồi. Mà tạo lại là được. Read, cái này tích read into the list. Rồi, để đọc xong để mở lại. Mở lại là được. Lỗi hết à, bên này cũng phải đau lại nữa. À, mình quên. Ok. Thu nhỏ lại rồi. Bây giờ bạn coi cái giá trị thay đổi của nó nhé. Start value. Còn cái giá value của nó. Online kìa. Monitor đi. Rồi. Đây, đây mình nhập là 35 đi. Đó, thì cái này nó đến là 35. Đấy, giá trị thay đổi theo được chưa? Đó, xuống 8 này, 8 này. Đó, 49 này. Đó, có thể nhập chỉnh bên này hoặc chỉnh bên này đều được hết. Đó, giao tiếp dữ liệu với nhau thôi. Đó, vậy thôi, hoàn toàn đơn giản. Đó, như vậy là mình đã on up lag to phone thế giờ. Tuy vẫn có cái thời gian delay nhé, nó tùy vào thuộc với đường truyền của mình thôi. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối với lại VC Unified. Rồi, tương tự như vậy các bạn làm được các cái đề tài dự án của mình. Rồi. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Rồi, các bạn có thắc mắc thì xin hãy comment mình dưới hoặc liên hệ Facebook của mình. Và đừng lên Facebook mình để bên dưới. Nếu các bạn nào thấy hay hoặc like hoặc hay thì hãy nhấn chia sẻ, đăng ký và cho mình một subscribe. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video hơn lần sau.